Việt hiện có mặt tại cảng Tiên Sa ở Đà Nẵng. Đây là nơi, đây là nơi mà đón cái đội tàu chiến của Hoa Kỳ, gồm có tàu lớn nhất, tàu sân bay USS Carl Vinson và các tàu con, những cái tàu hộ tống đấy, tham gia để đi cùng với cái tàu chiến lớn nhất trong cái đợt này đi vào thăm phố Đà Nẵng. Và đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi trận đấu cuộc chiến Việt Nam thì chúng ta thấy đang có những sự hiện diện đội tàu rất là hùng hậu và mang vũ khí tối tân của Mỹ vào. Và ngày hôm nay ở đây thì chúng ta thấy rằng là nhiều tàu Hoa Kỳ tới thăm Việt Nam, thì riêng tàu của sân bay đấy đã có tới 500 và nhân viên trên tàu. Ngày hôm nay ở đây thì chúng ta thấy được là sáng nay thì trời có nhiều mây mù, chúng tôi cũng đã đưa ảnh trên trang Facebook của BBC Vietnamese, giờ quý vị có thể theo dõi, chúng ta có thể thấy rằng là một số cái hình ảnh như là một số các cái video clip của chúng tôi đã được đưa lên trên trang của chúng tôi. Và tới đây thì theo dự kiến thì sẽ có một cái lễ đón tiếp chính thức, và sau đó thì sẽ có một cái buổi họp báo, sau đó thì sẽ có một số các cái phóng viên tham gia đi lên sân bay của Hoa Kỳ. Đây là một cái sự kiện phải nói rằng là báo chí rất là quan tâm, tức là báo chí tại Việt Nam cũng rất là quan tâm, và báo chí quốc tế thì rất là quan tâm, và quý vị có thể truy cập thêm vào trang bbcvietnam.com rồi để có thể xem thêm các cái tin và các bài. Và trong lát tới đây thì chúng tôi sẽ trở lại với chương trình Facebook Live để chuyển tới quý vị những cái hình ảnh và những cái thông tin mới nhất để lễ đón tiếp của bạn. Xin cảm ơn. Tàu này chưa phải là tàu sân bay mà lại chỉ là tàu tuần duyên của trong cái đội tàu của Hoa Kỳ thôi. Đây là tàu USS Lake Champlain. Tàu này thì đổ rất là sát ngay ở cảng hậu cảng Tiên Sa.
VIP, những người quan trọng. Bay thì phía rất xa, sau cái container ấy, quý vị thì chỉ thấy cái tròn của nó thôi, thì sẽ phải đậu cách ngoài nơi chúng ta đang đứng, nơi tôi đang đứng ở đây. Thì thấy là khá là nhiều phóng viên. Nếu chúng tôi đoán chừng thì ở đây có khoảng 100 phóng viên. Phóng viên trong nước rất nhiều và phóng viên quốc tế cũng nhiều. Quý vị là đây chúng ta thấy là đây là hơi bị ngược sáng, và tổ chức tại cái lều này nó hơi buổi chiều lại nắng nhìn không được rõ mặt lắm, nên là đứng gần hơn. Thank you.
bag's upside down, man. Just put the mic on that chair in front of me. Come this way. Oh. On the speaker. The mic? Where's the mic? I can put it. Where's the mic? It's already on. Yeah. Thank you. Carl thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng. Ladies and gentlemen, the representative from Vietnamese and foreign outlets, we are honored to have you here all for the press conference on the occasion of the USS Robinson visit to Da Nang City. Theo chương trình, sau khi các đại biểu chủ trì buổi họp báo tự giới thiệu, quý phóng viên có thể đặt câu hỏi. After we have the delegates at the press table to introduce themselves, you can put forward your questions. Ngay sau đây là phần giới thiệu thành phần đại biểu. Trân trọng. It's okay. So I'm Phil Sawyer. I'm the commander of the 7th Fleet, and it is my honor and my pleasure to be here during this very significant milestone visit. Vietnam, and I'm honored to be here to welcome this historic visit by the USS Carl Vinson Carrier Group to Da Nang. Xin chào quý vị, tôi là Daniel Kitson Brink, đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Hoa Kỳ tại Việt Nam. Tôi rất vinh dự hôm nay có mặt tại đây chào đón chuyến thăm lịch sử của sứ mệnh Hoa Kỳ tại Việt Nam. My name is John Fuller. On behalf of Carrier Strike Group 1, we are very pleased and honored to be here for this significant historic visit. Good afternoon, everyone. I'm Senior Colonel Nguyễn Quang Vinh, the Vice Rector of Foreign Relations Department of Vietnam Ministry of Defense.
Kính chào quý vị, tôi là Đại tá Nguyễn Trương Nam, Phó Tư lệnh Cục 3 Hải quân. Tôi rất vinh dự đại diện cho Hải quân Nhân dân Việt Nam tham dự họp báo hôm nay. Vietnamese Navy in the press conference today. Sau đây là phần hỏi đáp. Phóng viên đã có câu hỏi, xin vui lòng giơ tay. I have a question.
in two parts. My name is Jake with the Wall Street Journal. I'd like to address the first part, the ambassador, please. What interests do you think that Vietnam and the U.S. share that can be furthered by this closer relationship? And do you think that includes concerns about Chinese claims in the South China Sea? The second part for Admiral Sawyer, what do you hope is next for the Navy's relationship with Vietnam? Xin chào quý vị, tôi là đại diện của Wall Street Journal và tôi có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là dành cho đại sứ Daniel Crittenbrink, câu hỏi thứ hai là cho Phó Giám đốc Sawyer. Câu hỏi thứ nhất, xin ngài đại sứ chia sẻ về những lợi ích mà cả hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ có về lĩnh vực hải quân ở trong khu vực Biển Đông, và điều này thì nó có ảnh hưởng gì, nó có quan hệ đối với Trung Quốc hay không? Và câu hỏi thứ hai dành cho Phó Đốc Sawyer, đó là tâm nhìn của ngài như thế nào đối với việc tăng cường quan hệ hải quân giữa hai nước trong tương lai. Thank you for your question. I think the visit by the USS Carl Vinson demonstrates our commitment to the US-Vietnam partnership, and it also demonstrates the dramatic progress that we've made in our bilateral relationship in recent years. I also think the visit demonstrates America's firm commitment to the Indo-Pacific region. And as far as the specific common interests that will advance, the United States and Vietnam share a range of interests, including a desire to maintain peace, prosperity, unimpeded commerce, freedom of navigation, upon which the region and its economies depend. Về câu hỏi thứ nhất, tôi nghĩ chuyến thăm này của tàu sân bay Hoa Kỳ Carl Vinson thể hiện sự cam kết của Hoa Kỳ trong khu vực và cũng thể hiện sự phát triển rất năng động trong những năm gần đây trong mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ. Và liên quan tới các lợi ích chung của hai nước ở trong khu vực, thì tôi nghĩ rằng hai nước đều có một mong muốn chung, đó là tăng cường sự ổn định, hòa bình ở trong khu vực, tự do hàng hải và luật pháp quốc tế. As far as what we look for next, I appreciate the question. I'm actually looking forward to the next couple of days of Vinson and the strike group being here. That said, it was already mentioned, Pacific Partnership is just down the road, which is very, we find very valuable for both of our countries and our navies. And as a submariner, I actually look forward to someday bringing one of our submarines or a submarine tender in here to Vietnam. Tất cả các câu hỏi của anh về tầm nhìn của tôi trong những năm tới và nhiều năm tới. Thực ra lịch trình của tôi được tập trung vào vài ngày tiếp theo nhiều hơn. Tuy nhiên, khi mà nói về những cái hoạt động giữa hai nước ấy, thì thứ nhất là sắp tới chúng ta có cái chương trình đối tác Thái Bình Dương, và cái chương trình sắp tới chúng ta hoạt động giữa hải quân hai nước. Còn về trong tương lai, chúng ta mong muốn tiếp tục tăng cường hoạt động của hải quân của hai nước. Và thứ hai, bởi vì tôi là một người từng hoạt động trên tàu ngầm, tôi rất mong muốn một ngày nào đó hải quân Hoa Kỳ có thể mang tàu ngầm tới thăm Việt Nam. Câu hỏi tiếp theo, xin mời báo thế giới và Việt Nam. Bên cạnh việc tàu sân bay đến thăm Đà Nẵng thì hôm nay biết Đà Nẵng tổ chức một sự kiện của Hoa Kỳ. Để nhân sự kiện này thì xin ông cho biết những cái kết quả nổi bật trong quan hệ Đà Nẵng với nước sắp tới Lan Quang với hợp tác và giảm tốn. This is a question for Mr. Lan Quang Nguyen. I have come to know that accompanying this event, there is the Meet the USA event going on right now. Can you tell us the cooperation between the NAM and the US and the past periods, and what are your visions for the coming future? Tôi với ngài đại sứ vừa vừa khai mạc cái Hoa Kỳ cách đây khoảng 30 phút, và đó là chỉ khởi động trong cái năm vốn đầu tư của Đà Nẵng. Và đối với Hoa Kỳ thì cho đến bây giờ thành phố Đà Nẵng đã có rất nhiều cái mô hợp tác, đặc biệt trong đó là có hợp tác với những người của ba thành phố ở Pittsburgh của bên Nam Nha, rồi thành phố Oakland của California, thành phố Houston của Texas. Bên cạnh đó thì hiện nay tại đầu tư thì có khoảng 50 dự án của nhà đầu tư Hoa Kỳ với tổng vốn đăng ký là trên 500 triệu đô la, và xuất nhập khẩu trong trong năm vừa rồi thì xuất khoảng 300 triệu đô la từ Đà Nẵng đi các nước Hoa Kỳ, về nhập khẩu thì ít hơn khoảng 30 triệu đô la. Thì đây là những cái khởi đầu, và nó có thể cũng nhỏ nhưng mà
nó có ý nghĩa, nhưng mà nó chưa nhắc tầm với cái tiềm năng chúng ta có được trong cái hợp tác giữa Đà Nẵng với các đối tác Hoa Kỳ. Chính vì vậy mà năm nay sau cái tuần lễ cấp cao APEC thì thành phố chủ trương phát huy cái hiệu ứng của APEC cho chủ trương năm nay là năm thu hút đầu tư của thành phố Đà Nẵng. I am the ambassador just attended the opening of the Meet the USA just 30 minutes ago, and we can say that this event is a very good kickstart for a good year ahead. Currently, Vancity has established cooperation with three U.S. cities, naming Pittsburgh of Pennsylvania, Oakland of California, and Houston of Texas. And the current investment into the NAM with 50 projects worth up to $5 million, and we still think that we have more room for capacity for development and to continue the success of the APEC 2017 year last year. We will work more closely with our partner, including the U.S., to promote investment and other kind of cooperation into the city of Vinh. Về thu hút đầu tư thì chúng tôi cần phát động hoạt động nhiều đối tác thế giới, trong đó đặc biệt là các đối tác Hoa Kỳ. Bên cạnh đầu tư thì các tổ chức an cư Hoa Kỳ, các tổ chức giáo dục Hoa Kỳ cũng có nhiều hợp tác với các cho rằng đây là cơ sở. We would like to attract more and more foreign investors into that city, that included U.S. investors. And in the past few years, we have worked with a few like non-governmental and organizations from the U.S. and also educational institutions from the U.S. And we think that this is definitely a very good foundation for further development of our mutual cooperation. Mr. Fuller, great to see you. I'm speaking from Dr. Zara. From your point of view, this deployment, how much of it is to do with the South China Sea, sending a message to China about what's been doing, and so far, have you encountered any Chinese ships or Chinese Air Force moving or even seen any? Câu hỏi như này về cái mối vào cái hoạt động của tàu của hải quân Hoa Kỳ ở trong khu vực, nó có tác động và nó tăng cường phối hợp, nó có đóng góp như nào cho những cái hoạt động chung Hoa Kỳ, và trong vài ngày qua trong chuyến nhiệm vụ của tàu Hoa Kỳ vào đây thì chúng ta đã có gặp phải tàu Trung Quốc hoặc là tàu hải quân hoặc là không quân của Trung Quốc không? The Carl Vinson strike this was a planned and routine deployment. Our mission is the same thing that the mission has always been, promoting peace and prosperity and stability in the region. I'm not going to speak specifically to China. Our goal is to make sure that we have constructive, meaningful relationship with all the nations there so they can all become better. So in terms of what the United States Navy done, this is a historic norm that we're doing what we've always done. And if you look at the past 70 years of prosperity since the end of World War II, we're fomenting this environment that allows everybody to have a more prosperous and more stable environment. And any encounters? We've met with numerous international entities. We've seen several, so yes, we've seen Chinese ships, we've seen other ships out there. So nothing extraordinary. It's been a routine deployment, and everything we've seen has been exceptionally professional. So nothing that's really newsworthy or great. Vâng, tàu Cao Vinh Sơn thì chúng tôi đã tiến hành triển khai hoạt động của nhóm tàu sân bay Cao Vinh Sơn ở khu vực Biển Đông từ năm 2017. Và với hoạt động của lần này thì chúng tôi cũng coi đây như là một hoạt động bình thường, thường lệ mà chúng tôi tiến hành ở trong các khu vực. Và mục tiêu của chúng tôi là tăng cường các hoạt động của hải quân và đảm bảo hòa bình và ổn định và sự thịnh vượng ở trong khu vực. Chúng tôi đang cố gắng làm hết sức để đóng góp vào chuyến thăm hết sức đặc biệt và mang tính chất lịch sử này, và chúng tôi cố gắng để đóng góp vào những phát triển của mối quan hệ hai nước trong 17 năm vừa qua, và chúng tôi
anh có hỏi thêm, về phóng viên có hỏi thêm là có tàu hay là máy bay của các nước khác hay không, thì câu trả lời là chúng tôi có gặp, nhưng mà thực sự đó là chuyện bình thường. Tôi sẽ không trả lời cụ thể về vấn đề về Trung Quốc, tuy nhiên là chúng tôi có gặp, nhưng mà đấy là những cái vấn đề rất bình thường. Xây dựng một chiếc tàu sân bay thứ hai, thì quan điểm của ngài về vấn đề này như thế nào, và với kinh nghiệm của Hoa Kỳ thì cái chi phí đối với việc xây dựng tàu sân bay thế này thì nó có lớn và nó khó khăn gì? Thứ hai là ngài có nói là trên đường đi vào khu vực Đà Nẵng thì có gặp thuyền của Trung Quốc, thì xin hỏi ngài là việc ngài gặp ở thuyền ở Trung Quốc đấy là ở khu vực nào? I'll take your first question. And that was about the Chinese carriers. Do we feel a threat? No, not at all. And I'll turn the second one over to Admiral Fuller. So when you operate international waters, there are rules, norms, and standards that you follow. And when you do that, it's a very professional environment. We've seen that on our deployment, and we've encountered ships from many nations there, and we've all been following the proper rules, norms, and procedures. So it's been professional, it's been good for everybody, and it drives stability, drives more peace, and it makes it a much more stable environment to operate in. So from our perspective, we've seen professional operations. That's exactly what we want, and I think that's what everybody needs to make sure that it's improving prosperity for everybody in the region. I think it's normal for professional navies to operate professionally. Vâng, và về câu trả lời thứ nhất về đối với cái ảnh hưởng của việc Trung Quốc tăng cường xây một tàu sân bay thứ hai, thì câu trả lời chúng tôi là chúng tôi không cảm thấy đó là một đe dọa đối với Hoa Kỳ, Hải quân Hoa Kỳ. Và đến câu trả lời thứ hai liên quan tới khu vực hoạt động của chúng tôi về chúng tôi ủng hộ tàu Trung Quốc, thì trong toàn bộ thời gian chúng tôi đi vào đây, chúng tôi hoạt động trên vùng biển quốc tế, và chúng tôi có thể gặp tàu nước này hoặc nước kia. Tuy nhiên, đấy là hải phận quốc tế, và tất cả những hoạt động của tôi, của chúng tôi, khi mà gặp bất kể trục trặc hoặc là đụng độ với, hoặc là gặp tàu thuyền nước khác, chúng tôi đã xử lý cách hết sức chuyên nghiệp. Và đấy là tôi nghĩ là điều chúng tôi mong muốn, và tất cả các nước khác đều cần, và đó là nhu cầu thiết yếu của tất cả các bên khi mà hoạt động trong một vùng biển rộng lớn. Kính thưa quý vị, để chuẩn bị cho hoạt động tiếp theo trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị của đoàn tàu sân bay Hoa Kỳ tại Đà Nẵng, thay mặt ban tổ chức, tôi xin kết thúc buổi họp báo tại đây. Trân trọng quý vị, cảm ơn quý vị đại diện tất cả các phóng viên. We will need to move to the next activity of today, which is the media tour. We would like to thank you all for attending the press conference. Thank you. Dạ ơi, xuống tàu là đi lên tàu nào. Which way are you having it, that way? Where are we going to stand? We're going to stand here. I'm just thinking with the sun right behind you, how it's going to look. It's going to be very, very difficult with the sun. You're going to be silhouetted. You need to be looking the other way, really. The sun's right now, so... Okay. Come back to where you were. It doesn't matter if there are people there in the tent. There are people milling around.
Như quý vị vừa mới theo dõi, quý vị vừa mới theo dõi cái cuộc họp báo rồi, và bây giờ để trước khi mà chia tay với một cơ số phóng viên mà chuẩn bị lên tàu sân bay đó, tàu USS Cảng Vincent, thì tôi xin được mời một phóng viên của BBC chuyên về chính trị về Đông Nam Á và thời sự Đông Nam Á, là phóng viên Jonathan Head. Hello, Quang. So, Jonathan, you, this is not your first time in Vietnam. What do you make of that? Well, this is obviously, anybody who knows Vietnamese history, there is something incredibly historic about seeing such a massive U.S. naval force coming to Da Nang, which was, of course, was a military base during the American War, the Vietnam War. But none of us can forget the fact that the geostrategic situation out in the East Sea is very tense. The South China Sea. And that this is quite clearly a gesture of support to Vietnam, which of course has disagreements and disputes with China in the sea. So, you know, this is a symbolically at any rate a very, very important mission, even though of course we understand for all of the military power of the aircraft carrier, it's here doing quite limited military roles in Vietnam. Rõ ràng là đây, tức là tôi xin dịch vắn tắt lời ông Jonathan Head, phóng viên của BBC, nó có nói rằng là đấy, rõ ràng là thành phố Đà Nẵng là một cái thành phố có tính biểu tượng rất là cao, vì là đây, nơi đây cũng là chính là nơi mà Hoa Kỳ đã đưa quân vào thời chiến tranh Việt Nam, hay là cuộc chiến kháng chiến chống Mỹ theo cái lối nói của phía Việt Nam. Thế thì và đây Đà Nẵng cũng là cái nơi mà cũng không cách đây bao xa thì sẽ đã và đang có những cái tranh chấp về chủ quyền với lại Trung Quốc. Thế nhưng mà rõ ràng là lực lượng hải quân của Hoa Kỳ vào đây, đây là một cái biểu tượng mang tính chất là địa chính trị, chứ thực ra những cái sức mạnh và khả năng quân sự của Mỹ thì khi mà đặt lên bàn cân và để tức là có thể dùng được cái sức mạnh để lo vào việc gì, thì đó là một cái điều mà chúng ta còn cần phải có nhiều yếu tố phải xem xét nữa. But you've been to the press conference and there's some question concerning China, but we don't seem to get the straightforward answer. Tôi muốn hỏi ông là rõ ràng là trong cuộc họp báo thì người ta cũng có nhiều câu hỏi về liên quan đến cái chuyện là cái đoàn đội tàu của Hoa Kỳ ra vào như thế thì có gặp tàu Trung Quốc hay không, và cái quan ngại của Hoa Kỳ đối với cái việc chủ quyền ở Biển Đông theo cái gọi Việt Nam, hay là biển Nam Trung Hoa theo cái gọi của Trung Quốc, và trên thế giới là như thế nào? Well, that of course is fascinating. We would say in English the elephant in the room. Everybody knows that the rising power of China is changing this region in very important ways, and it affects the United States, it affects Vietnam. But of course it's sensitive. Vietnam is carrying out a very difficult diplomatic balancing job. It is trying to engage the Americans. It wants as many partners as possible. It wants support in its disputes with China and in managing the South China Sea, but it does not want to offend China. And we know there's been a lot of quiet diplomacy between Vietnam and China to prepare for this visit, to make sure China isn't offended. So we understand why they're not talking openly about it. Thì ông nói rằng là rõ ràng là cái việc mà lớn mạnh của Trung Quốc cũng như là những cái lấn lướt của Trung Quốc ở tại khu vực biển Đông, thì rõ ràng là trong tiếng Anh nó có một cái thuật ngữ nó gọi là như con voi trong phòng khách, tức là một vấn đề rất là rõ ràng nhưng mà không ai dường như muốn nói tới. Thì đấy là một cái điều mà cũng là hiển nhiên thôi, và rõ ràng rằng là khi mà Việt Nam bây giờ đang có những quan hệ hữu hảo với Hoa Kỳ thì đó cũng là một cái bước đi, mà một cái động thái mà Việt Nam cũng rất là phải cẩn trọng, trong tiếng Anh gọi là balancing act, tức là một cái cách đi làm sao để cân bằng giữa những các cái cường quốc. Well, thank you very much, and I wish you have a good trip with the carrier. It's a very interesting time to be here. Thanks very much, Juan. Thank you. Xin cảm ơn phóng viên Jonathan Head của BBC, và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi cái sự kiện này cùng chúng tôi. Xin chào tạm biệt. Quý về kịp không? Giờ còn đây lang thang này.